theo dõi để có thể cũng hy vọng là sẽ có phép màu xảy ra. Bởi vì mới nói tôi cũng mong được mong ví dụ mong có một người nào mà biết tiếng 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 Pháp vậy đó giúp giúp tôi thì dẫn tôi đi cái chỗ là tòa án đó, thì chống cự với nó bây giờ tôi cần giấy tờ cho con gái của tôi sau này nó lớn lên nó phải cần có công ăn việc làm chứ không lẽ là cho nó chết như vậy à? Phải không anh? Đúng rồi. Bởi vì tại sao mà nó sanh bên đây à? Nó sanh ở đâu đi, nó sanh bên Pháp, nó đâu phải sanh đây, nó sanh bên Pháp mà tại sao nó không cho giấy tờ nó? Bây giờ đấy có giấy khai sanh không? Có giấy khai sanh, có gì hết trơn, có đầy đủ hết trơn đó. Vậy đó. Giấy đó anh còn giữ không? Giấy tôi còn giữ, nó có giấy còn giữ tới tôi. Rồi đăng ký kết hôn, có rồi ly hôn thì còn giữ không? Có giấy ly hôn có luôn. Ngày nào vậy đó, nhìn nó không có đồng ý vậy đó, tức lắm. Vậy là anh là người gốc 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 anh là người Campuchia à? Thật ra mẹ thì người Hoa La Việt Nam, mẹ con cha là người Tàu gì, nhưng mà cha ông qua lúc ông 16 tuổi lần. Dạ, ông qua rồi, qua Nam Giang ở năm 16 tuổi nè. Dạ. Vậy đó. Giờ còn bà con ở bên Pháp không anh? Tôi giờ bên đây tôi cũng có bà con, cũng có chị gì hết. Nhưng mà nói tóm tắt lại không có lo cho em đâu. Không có lo đâu, có nghĩa là mạnh ai nơi xa lo nồi cơm của người ta thôi. Vậy đó. Em thì mới em đi làm nhà hàng của Tàu, em đâu có được đi học đâu, em qua bên đây em đi làm nhà hàng ở Tàu đi rửa chén cho người ta. Để suốt mấy chục năm nay thì đâu có được đi học đâu. Đâu có được đi học đâu, có nhiều khi cũng khổ lắm, như thiệt. Có nhiều khi không muốn ở bên đây đâu, nhưng mà nghĩ tới đứa con vậy thôi. Vậy đó, nghĩ tới đứa con này thôi, bây giờ cũng biết tính sao gì, chỉ mong con ông trời giúp đỡ vậy thôi. Mình không biết làm sao nữa, mỗi lần mà mình có chuyện xảy ra mình đi mướn luật sư tốn 1.000 đồng nó chẳng làm được cái gì hết chứ. Đi mướn luật sư tốn cả 1.000 đồng nó chỉ có giấy tờ cho con nó chạy ra cũng hết gần như 7-8 ngàn tiền euro rồi, 7-8 ngàn tiền euro rồi, đâu có làm ra cái gì đâu. Bởi vì không biết tôi tốt nghiệp, có nhiều khi tôi phải nói là tôi có nhiều khi tôi tức tội ác lắm luôn, nhưng mà không có làm gì đó. Bởi vì lục ở trên đó mà, nó muốn nói sao nó nói, nó muốn làm sao nó làm vậy đó. Địa chỉ của anh ở đấy là như nào? Gì anh? Anh ở đây ở bên Pháp là anh ở chỗ nào? Em ở Paris. Ở Paris luôn. Dạ. Dạ ở Paris ở gần từ nhà em đi tới em ở Paris khu 19. Paris nó có tất cả 20 cái khu. Dạ. Vậy đó. Em, dạ, 20 cái khu như là quận 1 tới quận 20 vậy đó. Thế bây giờ em ở quận 19. Thế mình nghỉ thế thì mình lấy tiền đâu mình ăn? Cũng nhờ em làm hồi trước đó. Em làm hồi trước rồi em làm cũng mấy chục năm nay rồi, chỉ mót được chút đỉnh vậy đó, thì cũng ăn hà tiện đi. Bây giờ làm sao, bây giờ mình ban đêm mình lo quá, mình ngủ đâu có được, đâu có tinh thần để làm việc đâu vậy đó. Nếu mà mình làm cái gì cũng ra mình cũng có tinh thần để làm việc. Bởi vì có nhiều khi em không biết tiếng Pháp, em biết tiếng Pháp em bấm như vậy rồi em đi dán cái giấy ở chỗ tòa đó cho tòa án rồi cho nó biết vậy đó. Sao tòa án nó áp ôn nó nói như vậy? Thế giờ anh muốn sao? Em có thể giúp gì anh? Không, ngày bữa nay em cũng điện thoại trò chuyện với anh vậy thôi. Thực sự thật thì anh ở bên bển, anh cũng có giúp gì được cho em đâu.
bây giờ xa quá. Có cần em nhờ bạn bè bên đấy giúp anh không? Dạ dạ cũng cũng cần đó, cũng cần đó, dạ cần lắm anh, thì cần lắm. Anh đọc số phone hay là địa chỉ gì đấy để người ta, hoặc là hòm thư sao đấy để người ta biết, người ta liên lạc với anh để hỗ trợ pháp lý cho anh. Dạ địa chỉ của em ấy thì 49 49 alo. Rồi vẫn nghe đi anh. Dạ 49 rồi, ghi rồi anh. 49 rồi rui á anh, rui em biết chữ rui không? Rui rồi. Dạ rui ash. Vâng. Ash. Chữ ash là chữ chữ a đó, chữ a chữ e. A e. Ai là chút xíu tôi biết cái địa chỉ của tôi sẽ gửi vô cái Viber của. Vâng. Anh nhắn tin họ tên, địa chỉ, số phone liên lạc nữa. Hoặc dạ, dạ, hoặc dạ, email dạ, nữa. Dạ. Anh có biết sở email không? Có. Rồi, có. Anh cứ nhắn thông tin để em coi có bạn bè bên đấy nhờ xem có ai họ trợ giúp anh về pháp lý không, hoặc họ biết rành dạ, dạ. Họ giúp anh. Dạ dạ dạ, nhưng mà em không biết, em không mấy biết tiếng Pháp á. Dù anh kiếm người nào như là người ta biết nói tiếng Việt Nam thì giật giật nghĩa cho người ta giúp em, dẫn em đi cái chỗ mà chỗ tổ án là giải thích cho người ta. Dạ. Để coi ta sẽ trả lời sao. Vâng. Dạ dạ. Được rồi. Dạ. Dạ nhị cảm ơn anh nhiều nha. Dạ, dạ cảm ơn nhiều. Vậy bây giờ là hai cha con ở với nhau à? Bây giờ thì tôi thường tại giờ tôi ở chung với bà chị của tôi. Vâng. Bởi vì tôi ở chung với bà chị của tôi vậy đó. Còn đứa con gái thì ở với ai? Đứa con gái cũng ở với tôi. Vâng. Vậy đó, đứa con gái cũng ở với tôi. Yeah. Thì chỉ mong là nó tòa, chỉ mong là nó có giấy tờ vậy thôi, để mà đi dẫn nó, không phải dẫn nó, chỉ con mong là có giấy tờ, ví dụ nó lớn lên sau này, nó lớn lên rồi nó có giấy tờ, nó muốn đi làm việc làm kia đi nọ được. Yeah. Còn nếu mà nó sanh bên đây, nếu mà nó sanh ở đây thì tòa án không có giúp cho nó làm, không có giúp giấy tờ cho nó, này sao nó lớn lên nó có thể nào để đi làm việc được. Yeah. Bởi vì vậy tòa án không có thông cảm hết trơn đó. Thế sao không nói với mẹ nó, để nếu mà nó lớn lên thì nó đâu có việc làm, nếu mà nó không có giấy tờ để mẹ nó hỗ trợ anh. Nói tóm tắt lại, tôi nói với mẹ nó, nói đến nỗi mà nó hết nước miếng rồi. Dạ, nói với mẹ nó hết tới nỗi mà hết nước miếng rồi. Có nghĩa là mẹ nó có nghĩa là không phải thương con. Có nghĩa là làm khổ tôi đó. Dạ. Làm khổ tôi không có, có nghĩa là sanh đứa con ra, bỏ đứa con rồi bây giờ đó không muốn làm gì hết trơn á. Bà này bà có tiền, bà mỗi lần mà bà có chuyện gì đó, bà mướn luật sư thưa với tôi, mỗi lần mà có chuyện gì mà mướn luật sư thưa với tôi. Ê, làm đi làm lại hết tiền cả hai bên đi vậy đó, làm đi làm lại hết tiền cả hai bên vậy. Vậy đứa con thì nó đứa con rồi cũng khổ, nó cũng ăn uống gì cũng đâu có đầy đủ đâu. Mỗi lần lấy cái tiền này đi mướn luật sư này kia này đó rồi hết trơn rồi. Yeah. Bây giờ em có nhiều lúc đó, thì có nhiều lúc muốn nhảy lầu chết cho rồi đi, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cũng tội nghiệp đứa con, mẹ nó bỏ nó rồi. Dạ bây giờ chỉ còn có người cha thôi, nếu mà cha chết đi thì đâu có còn ai nữa vậy đó. Bởi vì không biết tòa án xử như thế nào đâu, mình cảm thấy là mình rất là oan ức. Vậy. Mình rất là oan ức vậy đó. Ở rồi anh cứ theo dõi để có thể, cũng hy vọng là sẽ có phép màu xảy ra. Bởi vì mới nói tôi cũng mong là mong có một người nào mà biết tiếng Pháp vậy đó, giúp giúp tôi, thì dẫn tôi đi cái chỗ là tòa án đó, thì
chống cự với nó, chống cự với nó, bây giờ tôi là tôi bây giờ tôi cần giấy tờ cho con gái của tôi, sau này nó lớn lên nó phải cần có công ăn việc làm chứ, không lẽ là cho nó chết như vậy à? Dạ. Phải không anh? Đúng rồi. Bởi vì tại sao mà nó sanh bên đây, nó ví dụ nó sanh ở đâu đi, nó sanh bên Pháp, nó đâu phải sanh đây, nó sanh bên Pháp, tại sao nó không cho giấy tờ nó? Bây giờ bây giờ để có giấy khai sanh không? Có giấy khai sanh, có gì hết trơn, có đầy đủ hết trơn đó. Vậy đó. Giấy đó anh còn giữ không? Giấy tôi còn giữ, nó có giấy còn giữ tới tôi. Rồi đăng ký kết hôn, rồi ly hôn thì còn giữ không? Có giấy ly hôn có luôn. Vâng. Năm nay là anh bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay thì tôi cũng 48 tuổi rồi. Dạ dạ. Dạ. Rồi thôi được rồi. Cái này hy vọng là có một ai biết thì họ sẽ hỗ trợ anh. Để em sẽ liên lạc với bạn em bên đó coi như nào anh nhé. Dạ dạ dạ, có chuyện gì thì cho anh điện thoại, anh, lấy điện thoại của tôi. Anh cứ nhắn họ tên, địa chỉ, số phone và máy này cho em nhé. Dạ dạ, được, cảm ơn nhiều, cảm ơn nhiều. Dạ, chào anh, cảm ơn nhiều, chào anh, chúc anh mạnh khỏe, dạ.